ngày 6 tháng 8 năm 2024, một bé gái 10 tuổi ở Cáp Nhĩ Tân đột ngột xuất huyết và tử vong sau ca phẫu thuật cắt amidan tại bệnh viện. Cha mẹ cháu bé thấy bất thường và yêu cầu khám nghiệm tử thi. Điều ngạc nhiên là trước ngày tử thi được khám nghiệm, nội tạng của cô bé đã trống rỗng. Thông tin về cái chết của bé gái 10 tuổi ở Cáp Nhĩ Tân đã gây ra nhiều sự chú ý trong dư luận. Sự ra đi của cô bé khiến người ta nhận diện ngày càng rõ hơn một tội ác mà ít ai ngờ tới. Nó đang hoành hành ngay cả ban ngày, được thực hiện bởi những người khoác trên người chiếc áo blue trắng mà người xưa gọi là lương y. Thực hư việc bệnh viện Trung Quốc lộng hành mổ cướp nội tạng giữa thanh thiên bạch nhật. Theo nhiều phương tiện truyền thông đại lục đưa tin, trưa ngày 6 tháng 8, bà Đường nghi ngờ con gái 10 tuổi của mình bị sưng amidan do ngáy khi ngủ nên đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Bắc Kinh chi nhánh Hắc Long Giang để điều trị phẫu thuật amidan. 12 giờ 40 trưa hôm đó, bé gái được đưa vào phòng mổ. Một giờ sau, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Khoảng 4 giờ 30 chiều, bác sĩ nói với bà Đường rằng con bà bị ho kèm theo xuất huyết phổi. Bác sĩ nói rằng sẽ chuyển cháu đến phòng chăm sóc đặc biệt và yêu cầu cha cháu bé ký lệnh truyền máu. Tuy nhiên, theo video do bệnh viện cung cấp sau này, đứa trẻ đã không được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. 10 phút sau, vợ chồng bà Đường được gọi vào phòng mổ. Bà Đường mô tả lại cảnh tượng kinh hoàng ấy. Trước mắt bà là khuôn mặt của đứa con gái nhỏ đã chuyển sang màu đen, khoang miệng đầy máu. Bà Đường còn nhớ lúc ấy trong phòng mổ có hơn 10 bác sĩ đang làm việc gọi là cấp cứu. Các bác sĩ sau đó yêu cầu bà Đường rời khỏi phòng mổ. Hơn 10 nhân viên bảo vệ đã đẩy vợ chồng bà Đường ra ngoài. 10 phút sau, bác sĩ bước ra và nói bà Đường cùng gia đình hãy vào nhìn đứa trẻ lần cuối. Bà Đường cho biết, lúc đó tôi hoàn toàn suy sụp. Khi hỏi về tình trạng của đứa trẻ, bác sĩ nói, động tử đã to ra và không còn khả năng cứu nữa. Tuy nhiên, theo yêu cầu của gia đình, các bác sĩ tiếp tục cấp cứu cho cô gái. Mãi đến khi một người khuyên bà mẹ rằng nếu làm tiếp xương của đứa trẻ sẽ gãy mất, bà Đường mới yêu cầu các bác sĩ ngừng hô hấp nhân tạo. Quá trình thăm khám trước khi phẫu thuật, mọi thứ ở đứa trẻ đều bình thường và không hề có dấu hiệu về bệnh phổi. Nên gia đình nạn nhân nghi vấn, họ yêu cầu khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, có một sự kiện khó hiểu đã xảy ra. Theo thông tin người mẹ bé gái xấu số tiết lộ, ngày khám nghiệm tử thi dự kiến là 13 tháng 8. Nhưng trước đó một ngày, tức ngày 12 tháng 8, bà được thông báo khoang sọ, khoang ngực và khoang bụng của con gái bà hoàn toàn bị rỗng. Ngày 19 tháng 8, gia đình bà Đường tìm gặp giám đốc bệnh viện. Họ nghe tin trước trường hợp tử vong của đứa con gái 10 tuổi. Hồi tháng 5 tại bệnh viện này, có một bé trai cũng đột ngột tử vong. Người nhà thân nhân đặt vấn đề với giám đốc bệnh viện, nếu theo tần suất 3 tháng có một đứa trẻ chết, thì trong một năm sẽ có 4 đứa trẻ chết. Vậy bệnh viện này có chỉ số giết người không? Liên quan đến tình tiết này, một cư dân mạng đã để lại bình luận khiến nhiều người chú ý rằng có đến 500 trẻ em đã chết ở Bệnh viện Nhi Cáp Nhĩ Tân mỗi năm và tuyên bố rằng mình có thể đứng ra làm chứng về vấn đề này. Người này nói, không một bộ phim kinh dị nào có thể có được cốt truyện kiểu này và đưa ra cảnh báo hãy trân trọng mạng sống của mình và tránh xa bệnh viện. Và đây, một video được cư dân mạng đại lục đăng tải và chia sẻ về câu chuyện một phụ nữ Trung Quốc bị cảm lạnh và đau đầu, nhưng bác sĩ trong bệnh viện nói rằng cô ấy cần phẫu thuật. Người phụ nữ này đã không đồng ý và nói rằng cô ấy chỉ cần tiêm thôi là được. Nhưng trong quá trình tiêm, các bác sĩ đã gây mê cho cô ấy mà không xin phép. Người phụ nữ này đã phát hiện ra và phản ứng giận dữ. Cô hét lớn, bệnh viện các người là lò mổ sao? Các người đang làm gì thế này? Muốn giết người sao? Lương tâm các người để ở đâu rồi hả? Có ý kiến cho rằng điều này chắc là do các cơ quan nội tạng của cô gái ấy đã được chọn và kịch bản là cô ấy sẽ chết não sau khi gây mê. Có người đăng tải video kèm với nội dung rằng đây không phải là bệnh viện mà là lò mổ. Cô gái này vẫn còn khá tỉnh táo, nếu không cô ấy thực sự chết não trong bệnh viện rồi. Điều gì đang xảy ra? Có một điều mà ai cũng biết và những ai chưa biết thì hãy lưu ý rằng Trung Quốc đang thúc đẩy việc hợp pháp hóa việc ghép tạng trong toàn xã hội.
và nội dung hiến tạng thậm chí còn xuất hiện trong sách giáo khoa tiểu học. Tuy nhiên, trước những vụ tai nạn mất tích, chết não thường xuyên xảy ra, dư luận xã hội không còn tin tưởng vào những lời lẽ hoa mỹ liên quan đến việc hiến tạng tự nguyện. Có ý kiến cho rằng nó chẳng khác gì giết người. Trong những năm gần đây, số ca chết não Trung Quốc đại lục tăng mạnh, dù vết thương nhỏ nhất cũng có thể gây ra tử vong và nội tạng đều có thể bị lấy đi. Những sự việc này để lại nhiều nghi vấn. Một trường hợp được ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân Quảng Tây sau một vụ tai nạn ô tô vào năm 2021, nạn nhân chuyển từ trạng thái tỉnh táo sang hôn mê và được chuyển đến phòng điều trị tích cực ICU. Sau đó, các bác sĩ liên tục thuyết phục người nhà đồng ý hiến tạng, nói rằng Hội Chữ Thập Đỏ sau đó có thể giúp họ hoàn trả các chi phí y tế. Có quan điểm cho rằng, các điều kiện dẫn đến việc hiến tạng diễn ra thường xuyên trong các vụ tai nạn ngoài ý muốn ở Trung Quốc đại lục là: thứ nhất là do ở Trung Quốc không có dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí, bảo hiểm y tế của Trung Quốc không bồi hoàn cho các vụ tai nạn và người nhà phải trả gần như toàn bộ số tiền liên quan. Thứ hai là chi phí cấp cứu ICU mỗi ngày lên tới 10.000 nhân dân tệ. Nhưng mà nếu đồng ý hiến tặng nội tạng thì Hội Chữ Thập Đỏ sẽ trả chi phí cấp cứu cho bên hiến tặng tất cả các chi phí kể trên. Và rất nhiều người đã chọn cách chấp nhận. Bằng cách chấp nhận chương trình của Hội Chữ Thập Đỏ, tất cả nội tạng của những người bị tai nạn đều có thể được thu hoạch. Nói cách khác, đây là một công việc kinh doanh siêu lợi nhuận. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hệ thống y tế của Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống buôn bán nội tạng với khối lượng lớn, hiệu quả, không khác gì một sàn giao dịch chứng khoán. Hệ thống này cần thu thập càng nhiều dữ liệu về con người càng tốt. Mục tiêu thu thập dữ liệu là có thể có được nguồn thu mua nội tạng tiềm năng. Một trong những hình thức thu thập dữ liệu được biết bao gồm cả việc xét nghiệm máu định kỳ cho học sinh tiểu học. Vào tháng 11 năm 2020, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc đã công bố khẩu hiệu mục tiêu biến Trung Quốc trở thành quốc gia cấy ghép nội tạng lớn nhất thế giới. Đồng thời, nhà cầm quyền nước này đã phát động chiến dịch tuyên truyền chủ đề hiến tạng vào trường học. Sinh viên đại học đã tuyên thệ hiến tạng, thậm chí cả học sinh chưa đủ tuổi tiểu học và trung học cơ sở cũng được yêu cầu đứng ra tuyến đầu để tham gia các hoạt động tuyên truyền. Trần Tịnh Vũ, Phó Chủ tịch Bệnh viện Nhân dân Vô Tích, người được xem là có nhiều kinh nghiệm cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc, đã đề xuất tại kỳ họp Quốc hội năm 2021 rằng tỷ lệ hiến tạng nên được sử dụng làm một trong những tiêu chí đánh giá cho các thành phố văn minh. Vào tháng 12 năm 2023, chính quyền Trung Quốc đã công bố quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Động thái này đã chính thức hợp pháp hóa việc cấy ghép nội tạng và cố gắng tạo ra hành vi tự nguyện trong việc hiến tạng. Đáng chú ý là nội dung hiến tạng đã được đưa vào sách giáo khoa tiểu học. Một số phụ huynh cho biết các cuốn sách này được giáo viên giới thiệu và in nhiều lần. Một số cư dân mạng đưa tin có những đứa trẻ học lớp 4 đã được xét nghiệm máu đến 3 lần trong một học kỳ mà nhà trường không hề thông báo cho cha mẹ. Nhà bình luận thời sự Trần Tư Mẫn, Simon Chen từng cho hay rằng luật pháp hiện hành của Trung Quốc quy định rằng công dân hiến tạng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trẻ vị thành niên không đủ điều kiện để tự mình đồng ý hiến tạng. Ông Trần còn viện dẫn các quy định liên quan khác như đạo luật bảo vệ trẻ em vị thành niên. Văn bản luật này quy định việc khuyến khích hiến tạng cho trẻ vị thành niên hay cho phép trẻ vị thành niên tham gia hoạt động công khai hoặc ủng hộ việc hiến tạng là bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực trạng đang diễn ra hoàn toàn đi ngược lại với các quy định trên. Nỗi ám ảnh của người dân Trung Quốc. Nhiều người dân Trung Quốc có xu hướng phản đối việc hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng và nhiều ý kiến kêu gọi tiết lộ nguồn nội tạng. Việc tuyên truyền và thúc đẩy việc hiến tạng trong toàn xã hội Trung Quốc đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng. Một cuộc khảo sát về việc hợp pháp hóa cấy ghép tạng cho thấy gần 98% người dân phản đối, chỉ có 1,49% là ủng hộ. Điều này cho thấy hầu hết mọi người không còn tin vào sự đẹp đẽ như lời tuyên truyền của việc hiến tạng tự nguyện. Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu nguồn nội tạng không được tiết lộ thì đó là tội giết người. Ông Uông Chí Viễn, người đứng đầu tổ chức quốc tế điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công, nói với The Epoch Times rằng những nỗ lực nổi bật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ảnh hưởng đến dư luận. Nó khiến mọi người lầm tưởng rằng sự phát triển bùng nổ của các hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đại lục trong những năm gần đây là do sự quyên góp từ chính phủ và cộng đồng. Trong hơn 2 thập kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người bằng cách thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.
ông Uông Chí Viễn nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hủy điểm mấu chốt đạo đức của nhân loại bằng cách thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, biến những thiên thần được cho là chữa bệnh và cứu người thành ác quỷ, tham lam và vô nhân đạo. Ai cũng có thể gặp nguy hiểm nếu sống chung với ma quỷ. Vậy nếu người dân biết điều này thì họ nên phải phản đối. Trước đây các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. Nhưng giờ đây nạn cướp nội tạng này đã lan rộng ra toàn xã hội. Từ người Tây Tạng, tộc người Duy Ngô Nhĩ, những người kiên định vào tín ngưỡng bị đàn áp. Và bây giờ lưỡi dao khát máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vươn đến người dân bình thường như các trường hợp vừa nêu ở trên, khiến người ta khiếp sợ. Ông Uông Chí Viễn nói rằng, cho dù bây giờ mọi người đều hiến tặng và có rất nhiều người hiến tặng và trong tương lai sẽ có người hiến tặng, thì cũng không thể giải thích được những nội tạng này đã đến từ đâu trong suốt hơn 20 năm qua, và vẫn không thể nào giải thích được các nghi vấn về số lượng lớn nội tạng được cấy ghép mỗi năm. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành thu hoạch nội tạng không khác gì một chiến dịch tội phạm quốc gia và như một cuộc chiến tranh. Họ sử dụng phương pháp tẩy não để làm cho hành vi giết người trở nên hợp pháp, thậm chí là một điều vinh quang. Mượn danh nghĩa hiến tặng nhân đạo công khai này để chuyển hướng sự chú ý của dư luận vào tội ác đã tồn tại hơn 25 năm qua. Tuy nhiên, người đang làm, trời đang nhìn, Đảng Cộng sản Trung Quốc có dùng thủ đoạn tinh vi cỡ nào cũng không thể che đậy tội ác thu hoạch nội tạng từ người sống, và các cáo buộc về tội ác phản nhân loại này đang diễn ra từ khắp nơi trên thế giới. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Thượng viện Úc mới đây đã thông qua dự luật chống thu hoạch và buôn bán trái phép nội tạng sống vào ngày 21 tháng 8. Dự luật này lần đầu tiên được đệ trình lên Thượng viện vào tháng 6 năm 2023 bởi Thượng nghị sĩ Dean Smith của Đảng Tự do Tây Úc. Cuối cùng, dự luật chống tệ nạn thu hoạch nội tạng sống đã được thông qua với sự ủng hộ của Đảng Tự do, Đảng Quốc gia, Đảng Xanh và các Thượng nghị sĩ độc lập với sự tán thành cao. Dự luật mới này cũng yêu cầu tất cả những người nhập cảnh vào Úc phải khai báo liệu họ có được cấy ghép nội tạng ở nước ngoài trong khoảng thời gian 5 năm gần nhất không. Nếu có, thì những người đã được ghép tạng phải tiết lộ danh tính của cơ sở y tế nơi việc cấy ghép được thực hiện. Dữ liệu này sẽ được thu thập và tóm tắt trong báo cáo hàng năm để gửi Quốc hội. Nó cũng giúp truyền cảm hứng cho người dân Úc về việc cân nhắc xem có nên chấp nhận các ca phẫu thuật cấy ghép ở nước ngoài hay không trước các rủi ro về đạo đức. Cùng với Úc, các cơ quan lập pháp của Canada, Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác cũng đã hành động để xây dựng luật và chính sách liên quan đến vấn đề này. Hôm 25 tháng 6, đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công HR-4132 của lưỡng đảng do dân biểu Scott Perry giới thiệu cùng với 18 nhà đồng bảo trợ cũng đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ và đang tiếp tục được Thượng viện Hoa Kỳ xem xét. Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công sau khi được Thượng viện thông qua sẽ yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp suốt 25 năm qua và phía Hoa Kỳ buộc phải từ bỏ mọi sự hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, đồng thời phải khai triển các biện pháp trừng phạt có mục tiêu cũng như các biện pháp hạn chế thị thực để giải quyết cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên trường quốc tế. Dân biểu Scott Perry nhận định hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và các nhóm người yếu thế là một hình thức sát nhân hàng loạt. Nhưng ta không thể thắng chính, tội ác này sẽ nhanh chóng kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người cố tình làm điều ác sẽ phải gánh lấy hậu quả tương xứng.